trận đấu chính thức bắt đầu. Người đang có bóng là Tony Hưng, cầu thủ được điều của Nathan Dolphins. Lực mang đậm chất cá nhân của Gabriel đã không mang về điểm số đầu tiên cho Nha Trang ở trong trận đấu này. Vẫn là các cầu thủ sau hit từ đá ba của Đa Quang Brazy. Nhưng đã xong. Đa Quang Brazy đối diện với Tommy Huỳnh đã có khoảng trống dành cho Đa Song và tiếp tục là một tiếng 3 điểm dành cho Saigon Heat. Cả 6 điểm của Saigon Heat ở hiệp thi đấu đầu tiên này đều đến từ những tình huống ném 3. Vâng, và lượt trận thực nghiệm trước thì Saigon Heat đã ném vào đến 14 qua 3 điểm. Hôm nay họ đang có một khởi đầu rất tốt, đó là hai quả điểm đầu tiên. Dolphins đều đến từ pha bóng cá nhân của Gabriel. Và lại là một tình huống 3 khác của Đa Quang Brazy. Không phải, đó là một tình huống lao chung và thứ 2 điểm rồi. Vâng, Đa Quang Brazy giống như những lượt trận trước, anh đang khởi đầu cực kỳ thăng hoa và không ghi điểm của mình. Nguyễn Thành Đạt đã có một tiếng ép trả thành công. Dẫn bóng vào sâu khu vực chiếu rổ của Saigon Heat. Liên tục là những cú ném rất dứt khoát đến từ kim bảng nhưng nó vẫn chưa thành công. Và đây là N1 dành cho Đạt Đốc. Lỗi cá nhân vào thay là Lê Quang. Vâng, một tình huống khá khó hiểu của Saigon Heat khi một mình Thành Đạt đẩy lên vi bàn trong tình huống đó. Đại quang Brazy quá nhanh và quá nguy hiểm và cũng rất chính xác trong tình huống vừa rồi. Rất nhanh, Lê Quang đã vào sân. Bóng được trả về vị trí của Kim Bản. Tình huống ném 3 điểm tiếp theo và lần này thì Kim Bản đã thành công. 3 điểm đầu tiên của mình. Nha Trang họ đang muốn chơi drive and kick và vừa rồi là một tình huống như vậy. Nha Trang Dolphins không phải là Gabriel. Thành Đạt. Thành Đạt đã có 8 điểm. Đây sẽ là quả 3 điểm tiếp theo của Saigon Heat. Rất nhiều, điều chuyển rất nhiều, rất nhanh. Đa Quang Brazy dường như anh bỏ lại toàn bộ các cầu thủ Nha Trang Dolphins ở phía sau. Lê Quang, Lê Quang đã xong, bóng được trả lại vị trí rất open cho Lê Quang, nhưng Lê Quang đã không thể tận dụng được thời cơ của mình. Nhưng không sao cả, đã có tiền nhiều sau một tình huống offensive rebound ghi 2 điểm thành công. Với việc Nha Trang Dolphins tung thằng Ben của mình như là Hugo hay Hồ Quốc Trường. Thành Đạt đã vượt qua được Lê Quang. Bóng chuyển đến vị trí của Gavet, một đường chuyền khá tốt của Thành Đạt. Gavet sẽ làm gì? Thành Đạt một quyết định nhảy ném ngay và 2 điểm tiếp theo cho Thành Đạt. Hơi chậm trong tình huống vừa rồi. 2 điểm cho Tô Minh Hùng. Trận đấu ngày hôm nay là còn Crazy Team Wales. Team Wales đối đầu với Phạm Thanh Tùng. Hai cầu thủ có một kích thước cơ thể khá tương đồng. Vẫn là cả Red với hàng loạt những tình huống khá thừa. Devin Dasom 2 điểm đơn giản dành cho cầu thủ của Thái Lan gốc Islands. Bóng xung quanh cũng đã trở lại. Và tiếp tục là một tình huống cover, bóng đến tay một lần nữa cái tên quen thuộc là Devin Dasom. 4 điểm liên tiếp dành cho ngoại binh mang áo số 20. Đang có mặt ở trên sân. Đại quang Brazy không có điểm cho Brazy. Lần này thì vẫn như vậy. Như vậy thì Brazy dường như là tả sức hữu đột và một mình anh. Minh Hiếu lại một tình huống turnover. Đại quang Brazy, Huỳnh Vĩnh Quang đang theo kèm. Chica đã phải bỏ tình huống vừa rồi khi anh đã phạm 3 lỗi cá nhân. Thành Đạt tiếp tục là một pha ném 3. Bóng yên ào khá đáng tiếc. Đại quang Brazy với tốc độ của mình. Trả về cho Kim Thi Sủ, đây là Kim Thi Đa Som. Đa Quang Brazy cho một kỳ ném 3 ngày và tiếp tục là Đa Quang Brazy mở điểm cho Saigon Heat ở hiệp đấu thứ 2. Đây là Huỳnh Vĩnh Quang đánh thẳng vào giữa lên rổ trước mặt Chi Su và có 2 điểm dành cho Huỳnh Vĩnh Quang. Là một cầu thủ mà ta thấy không có nhiều điểm yếu nhưng một trong số đó là ném phạt. Đó là một tiếng N1. Trọng tài đã cắt còi theo tôi là rất chuẩn xác trong tình huống vừa rồi. Brazy và Thành Đạt đã để khoảng trống hơi lớn dành cho Brazy và mà do chính mình tạo ra được. Kevin Asom cũng đang cho thấy phong độ là Melvin Phục đã đi vào sân. Melvin Phục đối đầu với Michael Trường và đó là một tình huống sử dụng tốc độ rất hay của Michael Trường. Cầu thủ đối phương. Gabriel lại là một tiếng crossover và vùng lắp đầu ném. Đã có điểm.
không nồng dành cho Christopher Gabriel. Quá nhiều phản công cho ban của trường. Cuối cùng Thành An quyết định thực hiện một cú ném 3 điểm. Và cú ném 3 điểm thành công thứ 7 của Sài Gòn Heat trong trận đấu này. Và ngay lập tức đường chuyển đó đã được chuyển hóa thành một pha kiến tạo. Huỳnh Tuấn Quang, Gabriel cũng đang có những tình huống khá lập cập khi mà anh Hồ và bây giờ là một đường tiếp viên của ngoại binh bên việt nam và liên tiếp cho Sài Gòn Heat nhưng đều không thành công. Gabriel vẫn đang tận dụng thể lực và thể hình của mình bằng những tình huống ISO như vừa rồi. Khi mà Bracy ra nghỉ thì nhịp độ tấn công của Sài Gòn Heat lập tức bị chững lại. Rất khó hiểu cho tình huống dứt điểm vừa rồi của Daquan Bracy nhưng vẫn có 2 điểm dành cho ngoại binh của Sài Gòn Heat. Thanh Tùng đã vào sân với 3 lỗi cá nhân. Quá khó cho Thanh Tùng. Daquan Bracy sự rất vất vả cho các cầu thủ theo kèm Daquan Bracy trong những lần tình huống vừa rồi, đặc biệt khi mà Nathan Davis đang thi đấu trong defense. Quang nó lời đáp trả rất nhanh, rất đẩy nhanh, tận dụng tốc độ và sự tinh quái của Daquan Bracy. Như tình huống này chẳng hạn, anh là người ném rổ và anh cũng rất nhanh có mặt ở khu 3 giây để thu hồi lại quả bóng trong tình huống vừa rồi. 3 giây cuối cùng của hiệp thi đấu thứ hai. Còn Bracy vẫn còn rất chậm so với Bracy. Tony Hoàng Tú ném 3 ngày có 3 điểm thành công dành cho Sài Gòn Heat. Trận đấu này vừa đang bùng cháy nhất chính là cầu thủ vừa có một tình huống ra tay tại quan Bracy, và thậm chí trong tình huống sau đó thì một cầu thủ không phải là quá cao thế càng truyền và cú pha ném cổ ngân thường quá nhanh, và sau đó lại là một spacing phải nói là rất tệ đến từ các cầu thủ Nha Trang Dolphin. Vừa rồi thì Thành Đạt và Phạm Thành Đạt cũng chơi với nhau cũng có 2 điểm so với một. Thì lần này thì đã có tình huống thành công dành cho ngoại binh Mao Sơn Hương cho cái bóng đá sọc và rebound vừa rồi. Qua Crazy đánh thẳng vào vị trí của Thành Đạt, và 2 điểm tiếp theo dành cho ngoại binh Sài Gòn Heat, điểm số thứ 33. Đã có khoảng trống step back và ném trung bình. Qua Crazy vẫn là một cầu thủ thường thấy của cầu thủ Mao Sơn 55 với low step, và điểm số thứ 35 dành cho Daquan Bracy. Trong một tốc độ cao như vậy, Daquan Bracy có thể phân tích và đưa ra quyết định cực kỳ chính xác và rất nhanh. Đường truyền của Daquan Bracy một lần nữa dành cho vị trí của Tim Wells, và hội ý là điều không thể khác được dành cho đội bóng chủ nhà ngày hôm nay. Việt Anh may mắn đứng về phía cầu thủ số 3 của Nha Trang Dolphins. Tony Huỳnh không ném, đó là một cú ném 2 điểm của Tony Huỳnh, và tỷ số được rút ngắn xuống còn 47-75. Phản công nhanh, không có tình huống chạy bước của Huỳnh Vĩnh Quang. 2 điểm tiếp theo dành cho Thành Đạt. Nguồn sinh lực đang trở lại đối với các cầu thủ Nha Trang Dolphins, nhưng Daquan Bracy đã ngay lập tức chặn đứng. Trở lại với Nha Trang Dolphins, nhưng về cá nhân của Daquan Bracy thì nguồn sinh lực đó vẫn chưa bao giờ mất đi. Đến 3 điểm của Gabriel. Đến lần này họ đang đẩy pace của lên rất cao. Thành Đạt ném ngay ở góc corner, không có điểm nhưng đã có cầu mô hình ở đó và thực hiện một tình huống tip in thành công cho Tim Well nhận bóng trong pha bóng vừa rồi. Đây sẽ là Gabriel. Ngoài đội trường đã không thể xử lý tốt một tình huống bóng đầu tiên, và anh đã dành tặng một khoảng không quá lớn cho Gabriel trong bóng rổ vừa rồi. Michael Trường đường truyền tốt cho Tim Wells. Low loop pass là một trong những gì không thôi, nhưng team cần phải kiểm soát tốt hơn ở trong thời gian còn lại của trận đấu. Quyết định bóng rổ rất nhanh, đốn trả cho võ kim bản. Lần này thì sao? Bóng vẫn chưa chịu đi vào rổ, vẫn là các cầu thủ Sài Gòn Heat. Tình huống offensive rebound tốt của Kim Isu, và lần này thì Hoàng Tú đã thực hiện thành công cho 3 điểm của mình. Nhưng đó một phần đến vì anh phải thi đấu với số lượng thi đấu rất lớn, vì đó Michael Jordan thì đang là cầu thủ dự bị. N1 đến từ Daquan Bracy. Rất lớn Daquan Bracy. Đường step một bước rất dài của Bracy và tiếp tục ghi 2 điểm cho ngoại binh bên phía Sound Hit, điểm số 41 rồi. Trận bóng của mình. Hoàng Tú cũng vậy.
4-2 đường truyền cho Thành Đạt. 2 điểm dành cho Nha Trang Dolphins. Garrett rất xa của Thành Đạt. Bóng đến đúng vị trí của Garrett. Lớn về chiều cao cũng như sải tay mà Garrett có được. Và điều chúng ta rất quan tâm bây giờ có lẽ Christopher Garrett vẫn là một tình huống tự vào sân quen thuộc như thế này, có điểm rất nhanh. Đó lại là một tình huống and one dành cho Daquan Precis, quá nhanh. Lần để mà phòng ngự được Daquan Precis thì có lẽ sẽ cần phải có ít nhất là hai lớp cầu thủ phòng ngự. Một đây là một khả năng dẫn bóng khá nguy hiểm và táo bạo của Garrett. Nguyễn Thành Đạt, một tình huống nhảy lên chứ cản của lại là Thành Đạt. Một tình huống ném ba tiếp theo Thành Đạt và 2/3 pha 3 điểm thành công. Sẽ có phản ứng nhanh hay không? Garrett quyết định ném 3 điểm ngay. Có 3 điểm dành cho Garrett và cách biệt đang ngày một được rút ngắn. Và đội bóng nào tận dụng được những điểm đó, tinh thần đó và khả năng dứt điểm đến từ phong độ của cầu thủ nhiều hơn thì sẽ chiếm ưu thế. Và vừa rồi thì Thành Đạt cũng đã có cho mình 2 điểm tiếp theo. Một thứ offensive rebound chất lượng nhưng khả năng dứt điểm của anh thì vẫn khá tệ. Garrett 2 điểm tiếp theo dành cho ngoại binh của Nha Trang Dolphins và tiếng còi hội ý được cất lên. Vẫn là hệ thống phòng ngự 4-2 của Sài Gòn Heat. Ném ba của Huỳnh Vĩnh Quang, bóng lắc rổ và 3 điểm tính dành cho cầu thủ mặc áo số 84 Minh Hiếu. Hồ Quốc Trưởng lỗi và lỗi điểm dành cho Big Man bên phía Nha Trang Dolphins. Bóng như một món quà tìm đến vị trí của Team World sau một đường truyền không chính xác của Hoàng Tú. Garrett ném 3 ngay. 3 điểm tính dành cho ngoại binh mang số 6. Tỷ số được rút ngắn xuống còn 89-101. Xin lỗi bạn, 92-101, khoảng cách chỉ còn lại 9 điểm mà thôi. Để rằng có hit check hay không. Cầu thủ ném rổ, Huỳnh Vĩnh Quang cần phải ném nhanh lên. Huỳnh Vĩnh Quang lại là một thứ 3 điểm dành cho Nha Trang Dolphins. Nha Trang Dolphins đang rực cháy ở những phút cuối cùng này. Là Quang Bracy quá ảo diệu vào một đường truyền như đặt dành cho Team Rails. Cầu cũng đã an bài rồi. 3 giây là quá ít và cũng không thể kịp được hết foul nữa. Và kết thúc trận đấu thứ hai của hai đội bóng Sài Gòn Heat và Nha Trang Dolphins. Kết quả cuối cùng, Sài Gòn Heat đã có được chiến thắng đầu tiên trước đội bóng chủ nhà Nha Trang Dolphins với tỷ số là 105-96.